các bạn, tôi có một thước đài radio của bộ Onkyo dàn chung cỡ nhỏ, 700 một thước các bạn nha. Nghe đài radio 108 rất hay luôn, rất phê cho bác nào thích nghe đài. Mã là 405X. Đây. Bắt được sẽ rất nhiều đài thì nó là 108MHz. Do tự động. Hai thước còn đẹp long lanh như nhau. Loại này thì chả có gì ngoài từ bãi gì mà. Có tín hiệu suất âm thanh phía dưới. Cho đoạn dây điện vào thì bắt sẽ nét hơn. Nó đang chạy còn phía dưới số CD là 539. Trên là 793973. Không ngờ là nó lại dùng có một radio 108. Tôi cứ nghĩ là nó tầm 90 thôi. Nên là cứ bỏ mãi trong nhà có quay đâu. Hôm nay bỏ ra quay thành lý các bác. 108 thì nghe đài phê lắm, rất nhiều kênh đài. Để giá 700.000 cho các bạn chơi đây. Buổi tối thì nó nhiều đài lắm, ban ngày thì nó ít hơn. Nếu bắt đúng tần số thì nó sẽ có đài các bạn. $700.000 giá tại cửa hàng, xin chào.